Lan rừng bản đồ Minh Lý xin kính chào tất cả mọi người nhé. Chiều hôm nay thì em lấy hàng về hơi muộn nên bây giờ mới đưa lên được. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852. Những ai mà ở trong vùng cách ly phong tỏa thì những cái chỗ đấy thì không chốt hàng được, thì mong mọi người cũng phải thông cảm giùm em mọi người nhé. Thì rất là nhiều người, rất là nhiều khách đã gọi điện đặt hàng. Nhưng bởi vì do tình hình dịch bệnh không gửi được hàng được, cho nên là mọi người cũng thông cảm giùm em. Có lúc chiều có anh bảo gọi điện bảo là ngày nào anh cũng xem của chú, muốn chốt lắm nhưng mà không gửi được, cho nên hẹn chú đến lúc nào hết dịch anh mua. Chân thành cảm ơn thật. Rồi sau đây thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn mọi người nhá. H1 này. H1 là một khúc quế tím nguyên bản nhá. Quế tím nguyên bản, một mẹ ba con. Một mẹ ba con. Đấy. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Nguyên bản, nguyên zin luôn nhá. Ai chốt khúc này với giá là 300k em bao ship nhá. Rất là to khủng luôn. 300k bao ship mọi người nhá. Đây, H1. H1 nhá. H2. H2 đơn này gồm có là hai khúc hoàng nhạn và một khúc trâu. Hai khúc hoàng nhạn này, một khúc. Một khúc mọi người nhá. Khúc này thì ở rừng thì cho nên là con sâu con bọ gì nó tích một tí ở đây thì không ảnh hưởng gì nhiều mọi người nhá. Đấy, một khúc. Và khúc thứ hai. Khúc thứ hai rất là to luôn. Rất là to nhá. Rất to luôn. Đấy. Mùa trước đã có hoa rồi nhá. Cả hai khúc này đều có hoa trước cả rồi. Đấy, hai khúc. Khúc thứ ba, một khúc anh em, trâu anh em. Rất đẹp, về mọi người làm được một chậu quá đẹp luôn nhá. Đấy, hai khúc nhạn, một khúc trâu. Ai chốt đơn này với giá là 350k em bao ship. H2. H3. Đơn này là một đơn hoàng nhạn cũng rất là đẹp luôn, hai khúc rất đẹp, hoàng nhạn lá mít rất đẹp luôn mọi người nhé. Quả này đấy, ôm tùm luôn mọi người nhé. Một khúc nhá. Và khúc thứ hai đây, khúc thứ hai, một khúc như thế này tuyệt vời đẹp luôn đấy. Ai chốt cặp này với giá là 350k em bao ship. Một cặp hoàng nhạn rất là đẹp, rất to, rất đẹp nhá. 350 bao ship của người nhá. H4 đây là một đơn trâu lá mít, nguyên bản lá mít mọi người nhá. Một cây nguyên bản lá mít rất đẹp luôn. Một cây, một khúc nhá. Khúc thứ hai, ôi lá mít quá đẹp luôn, rất bè, rất đẹp luôn nhá. Thứ hai. Khúc thứ ba. Khúc thứ tư. Khúc thứ năm. Đấy, năm khúc lá mít này. Ai chốt với giá là 400k em bao ship. 5 khúc 400 lá mít rất đẹp nhá. Tiếp theo, đơn này gồm có là 5 khúc. À quên, H5 7 khúc tất cả nhá. 1 2 3 4 Mitsu luôn. Mitsu rất đẹp nhá. 5 6 7 7 khúc này với giá là 350 em bao ship. H6 đơn này gồm có 7 khúc tiếp theo. 1 2 3 4 5 6 và đây là 7. 7 khúc này với giá là 350 em bao ship.
H7 đơn này gồm có 7 khúc. 1 2 3 4 5 6 và đây là 7. 7 khúc này với giá là 350, em bao ship. H8. Đây một đơn hoàng nhạn siêu đẹp luôn mọi người nhá. 7 khúc hoàng nhạn rất là đẹp. 1 hoàng nhạn tháng 4 nhá. 1 2 3 4 mít rụt rịt luôn nhé. 5 6 và đây là 7. 7 khúc rất là đẹp này, với giá là 400k, em bao ship. 7 khúc rất đều rất đẹp nhé. H8. H9 đơn này gồm có 10 khúc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và đây là 10. 10 khúc này với giá là 400k, em bao ship. Tiếp theo H10. Đơn này gồm có là 17 khúc cả trâu cả nhạn. 17 khúc tất cả luôn mọi người nhá. Đây nhạn đây. 1 2 3 4 5 6 đây cả trâu cả nhạn. 7 khúc này nhạn. 8 9 này. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 khúc mọi người nhá. 19 khúc trong này là có 7-8 khúc nhạn, 11 khúc trâu. Đây em ghi 17 khúc nhưng thực chất của nó là 19 khúc nhá. Với giá là 400k, em bao ship. 400k em bao ship nhá. H10. H11. Một đơn quế tím cũng rất là nhiều. Quế tím rất đều, rất đẹp luôn mọi người nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 khúc này 2 cây luôn. 9 10 11 khúc này 3 cây luôn. 12 khúc này đây là tam bảo sắc. 13 khúc này cũng tam bảo sắc. 14 đây quế. 15 đấy, tổng thể toàn bộ 15 khúc với giá là 350k, em bao ship. Bao ship hết toàn bộ 15 khúc này chỉ có 350k nhé. Riêng tiền ship đã mất hơn 100k rồi. Khúc nguyên bản rất là nặng, cho nên mọi người cũng phải thông cảm nhé. Quan trọng là cái tiền ship rất là cao. Tiếp theo H12. Đơn này gồm có là 5 cây trâu to. 1 2 3 4 5 đấy, 5 cây như thế này giá chỉ có 300k, em bao ship. H13 đơn này gồm có 7 cây trong mít. 1 2 3
4 5 6 7 7 cây này với giá là 350, em bao ship. H14 đơn này gồm có 15 cây. 15 cây trâu cả to cả nhỏ mọi người nhá. Mà đây hầu như là lá mít này. Hầu như là lá mít luôn. 15 cây tất cả 3 này. 4 hầu như lá mít. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tổng thể là 15 cây cả to cả nhỏ. Ai chốt với giá là 300k, em bao ship. H15. Một đơn hoàng nhạn duy nhất mọi người nhá. Tổng thể chỗ này là 30 cây cả to cả nhỏ mọi người nhá. Đấy, cây to nhất là như thế này. Cây to nhất là như thế này rồi. Đây mọi người xem. Đây là cây to nhất nhá. Còn cây bé nhất đây. Nhưng mà hàng bé thì rất là ít, hàng trung trung thì nhiều. Đấy, hàng trung trung như thế này thì nhiều mọi người nhá. Tổng thể là 30 cây tất cả. 30 cây. Cứ cho là hàng giống đi, nó cũng cực kỳ rẻ rồi. Tổng thể chỗ này 30 cây này giá chỉ có 400k hoàng nhạn tháng 4. Em bao ship nhá. 400k hoàng nhạn tháng 4 em bao ship. H15. H16. Đây là một đơn trứng bướm rất là đẹp luôn mọi người nhé. Đơn lan trứng bướm này. Đây. Về mọi người ghép bảng lên rất là đẹp. Trứng bướm đang hoa. Trứng bướm đang hoa nhé. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Tổng thể toàn bộ chỗ này là 15 cây. 15 cây. Mọi người xem. Hoa rất đẹp. Hoa trứng bướm rất là đẹp luôn. 15 cây nhé. Ai chốt tổng thể chỗ này, đơn này với giá là 300k. Em bao ship. Ủa thế là hai đơn 15. Đây là thành 15A đi. Em bị nhầm mất cái đơn chỗ này rồi. Đơn này là đơn H15A mọi người nhá. 15A. Đấy. Là 300k em bao ship mua cho 15 cây trứng bướm. Và tiếp theo H16 cũng là một đơn trứng bướm rất là đẹp luôn. Đơn này thì cây rất to. Cây rất to. Hàng khủng luôn mọi người nhá. Bướm này gọi là bướm khủng rồi. Đấy. Bướm khủng mọi người nhá. Tổng thể chỗ này là 10 cây. 10 cây mà một rổ này. Một rổ như thế này. Về mọi người ghép được một rổ như thế này là đẹp lắm rồi. Nhá. Ai chốt với giá là 300k em bao ship. Đấy, 10 cây. 10 cây nguyên bản luôn đấy. Nguyên bản còn nguyên zin luôn đấy nhá. Hoa rất đẹp. Đấy, tuyệt vời chưa? 300k em bao ship nhá. H16. H17. H17 đây là một đơn combo gồm có là quế tím này, rất là nhiều, tầm phải mười mấy 20 cây. Và nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng nhá. Và đây là sóc. Sóc. Đấy, combo 3 loại. Tổng thể chỗ này ai chốt với giá là 250k em bao ship. Và H18 cũng vậy luôn. Cũng một đơn là quế tím này. Nhất điểm hồng này, ngoài ra đơn này còn có một cây cẩm báo, một cây chồn và đây là một cây hỏa hoàng cam. Đấy, một cây hỏa hoàng cam nữa. Tổng thể chỗ này là cả sóc, cả nhất điểm hồng. Đấy, tổng hết luôn. Với giá là 250, em bao ship. H18. Và đấy cũng là tổng toàn bộ 19 đơn hàng. 19 đơn nhé. Đây là 18 nhưng mà thành 19 đơn đấy. Có cái H15A nữa. 19 đơn hàng. Chiều hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn. Ai lựa chọn được đơn nào, mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981088852, kênh Lan Rừng Bản Đồ Minh Lý, Zalo 0981088852. Ai chưa đăng ký kênh của em, mọi người cho em xin một nút đăng ký để báo những cái đơn hàng mới nhất, đẹp nhất để cho mọi người lựa chọn.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.